Chuyển sang cảnh báo thời tiết. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ngay từ hôm nay, Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa lớn diện rộng. Chi tiết sẽ kết thúc bản tin 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo từ nay đến ngày mai, từ Hà Tĩnh đến Bình Định là trọng tâm mưa lớn, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm một đợt, có nơi còn trên 300mm một đợt. Các tỉnh Kon Tum và Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Từ gần sáng mai đến ngày 25 tháng 9, tại Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.